bé ăn tổ yến có tốt hay không? Tổ yến là loại thực phẩm được tạo thành từ nước dãi của chim yến nên nó có đặc tính mềm, mỏng, dễ tan trong nước ấm và không cô đặc. Do đó, yến xào rất dễ ăn đối với trẻ có bộ răng chưa hoàn thiện. Cũng theo các chuyên gia nghiên cứu, trong tổ yến có chứa các loại axit amin cùng với nguyên tố vi khoáng rất cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, theo y học cổ truyền, yến xào là loại thực phẩm có tính bình, ôn hòa, không nóng không lạnh, vị ngọt và do đó có thể sử dụng cho hầu hết trẻ em có cơ địa thông thường. Trong tổ yến xào còn chứa hơn 10 loại axit amin và khoảng 30 loại nguyên tố vi khoáng rất cần thiết cho việc hình thành, phát triển cũng như hoàn thiện cơ thể. Do đó, việc ăn yến xào trong giai đoạn trẻ đang phát triển sẽ đem lại nhiều tác dụng vô cùng tuyệt vời. Khi nào thì bé ăn được tổ yến xào? Từ lúc mới sinh ra đến khi cơ thể hoàn thiện, bé sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, cơ thể sẽ có những đặc điểm, đặc tính sinh lý khác biệt. Do đó, việc cho bé ăn cũng cần phải được tiến hành cẩn thận. Cụ thể như sau, trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi. Ở giai đoạn này, cơ thể của bé còn yếu ớt và rất dễ bị ảnh hưởng do các điều kiện từ bên ngoài. Vì vậy, tốt nhất không nên cho bé ăn bất cứ thứ gì khác ngoài sữa mẹ bởi trong đó cũng đã chứa những chất dinh dưỡng quý giá cần thiết nhất cho bé. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Ở giai đoạn này, cơ thể của trẻ đã bắt đầu thích nghi với môi trường và cứng cáp hơn. Do đó, có thể cho bé ăn tổ yến xào bằng cách hầm yến xào với sữa rồi xay. Tuy nhiên, việc cho ăn cần phải được tiến hành cẩn thận. Đầu tiên cần cho bé ăn thử một ít để xem có bị dị ứng hay không. Nếu có dấu hiệu bất thường thì cần phải dừng lại ngay. Nếu ăn được, có thể cho bé dùng đều đặn với liều dùng 2 ngày một lần. Mỗi lần 3 đến 4 gram, trẻ từ 3 đến 10 tuổi. Ở giai đoạn này, cơ thể của bé đã gần như hoàn thiện và có khả năng tiếp nhận tốt hơn. Do đó, có thể cho trẻ ăn tổ yến với liều dùng 2 ngày một lần. Mỗi lần đến 8 gram tùy theo sức ăn của trẻ. Ngoài ra quý khách cũng nên lưu ý cho trẻ ăn yến xào với lượng vừa đủ. Không nên cho ăn quá nhiều tránh gây ra các căn bệnh béo phì, tiểu đường hay cơ thể không thể hấp thụ hết các chất dinh dưỡng, gây tồn đọng và tạo ra những tác dụng phụ ngoài ý muốn. Yến xào Quang Minh có công dụng hỗ trợ cải thiện sức khỏe sinh lý cho nam và nữ, thúc đẩy sự phát triển trí não và chiều cao ở trẻ nhỏ, kích thích tiêu hóa, bổ huyết, chống suy nhược cơ thể, chống lão hóa, đẹp da, cải thiện nội tiết, ngăn ngừa béo phì, tốt cho bà bầu và thai nhi, người bị huyết áp, tim mạch, tiểu đường, bảo vệ chức năng gan. Hãy bấm theo dõi kênh và bật chuông thông báo để xem nhiều video kiến thức hữu ích cho sức khỏe bạn nhé. Truy cập ngay website dongyquangminh.vn để đặt hàng hoặc hotline 1900 636 891. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe.